Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc Giới học, do Thích Chơn Thiện biên soạn. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ share video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Giới học. Giới học là một trong ba học, giới, định, tuệ. Ba học còn được gọi là ba vô lậu học. Gọi là vô lậu học là vì ba học này đưa đến đoạn trừ các lậu hoặc, đưa đến giải thoát mà không phải đưa đến các phước báo sanh thiên. Ý nghĩa của giới. Thông thường giới được hiểu là ngăn ngừa điều quấy, dứt dừng điều ác, phòng phi trị ác, hoặc ngưng điều ác và làm điều thiện trị ác, tác thiện. Trong bát chánh đạo, giới là giới uẩn gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ở đây chỉ sự ngăn ngừa các hành động lỗi lầm của thân và khẩu. Khi các hành động lỗi lầm không được làm thì tránh được nhiều sự tổn hại cho những người khác. Đây đã nói lên ý nghĩa, tác thiện của giới. Chữ giới trong giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa SK Prachimoksa, Pali Paitimokka có nghĩa là biệt giải thoát hay xứ xứ giải thoát, tùy thân giải thoát. Biệt giải thoát là giải thoát từng phần, giữ giới nhiều thì giải thoát nhiều, giữ giới ít thì giải thoát ít. Tùy thuận giải thoát là giải thoát tùy thuộc vào quả hữu vi hay vô vi của người hành. Từ điển của Rhys David cắt nghĩa giới, Sila có gốc từ ngữ Kansio. Ngữ Kansio có hai nghĩa, Apadharana, luân lý, đạo đức của Phật giáo, cách cư xử, tư cách đạo đức và Samadhi định, thiền. Từ Paitimokka thì có nghĩa là, theo cách phân tích từ ngữ, trói buộc các hành động, giữ gìn, thúc liễm các hành động của thân và khẩu không để cho rơi vào đường ác, sai lầm, tổn hại mình và người. Ví như buộc mồm trâu để ngăn nó ăn lúa mạ. Giới trong nghĩa của ngày trai giới, Pali Upojatha. SK Apavasatha, Hán dịch là Bố Satha, có nghĩa là tịnh chú, trưởng dưỡng, trưởng tịnh và thiện túc. Tăng chi ba A, định nghĩa ngày trai giới là ngày thực hành hành sống của vị A-la-hán chỉ giữ tám giới. Trong 37 phẩm trợ đạo, Thế Tôn dạy, giới là nền tảng của bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm cần, năm lực, bảy bồ đề phần và tám thánh đạo phần. Ví như là đất là nền tảng. Không có nó thì các loại động vật không thể di chuyển, cũng thế, không có giới thì 37 phẩm trợ đạo không thể được tu tập viên mãn. Qua các định nghĩa trên, giới giúp cho hành giả đạt được hai mục tiêu, không làm các điều ác chứ ác mạc tác, làm các việc lành chúng thiện phụng hành. Mục tiêu thứ ba của Phật giáo là giữ tâm ý thanh tịnh, loại bỏ hết các lậu hoặc tự tỉnh kỳ ý, và cũng là mục tiêu cứu cánh, cần phải nhờ đến định uẩn và tuệ uẩn. Thời gian và lý do thiết lập giới. Theo tài liệu sử của Edward G. Thomas trong cuốn Đời sống của Đức Phật, The Life of Buddha, giáo hội Ni được thành lập từ năm thứ năm sau ngày Thế Tôn thành đạo. Do đó, qua năm thứ sáu một số giới luật đã bắt đầu hình thành, và hình thành tương đối rõ là vào năm thứ 10 sau ngày thành đạo. Luật tạng thì ghi mãi đến năm thứ 13 sau ngày thành đạo, giới luật mới hẳn nhiên được hình thành, do tôn giả Ubali Apali đặc trách. Bấy giờ giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa Paitimokka ra đời. Vì sao giới bổn không được thiết lập ngay từ năm đầu của giáo hội? Theo truyền thống, chư thế tôn chỉ thiết lập các giới điều, khi nào thấy cần thiết, khi nào đầy đủ nhân duyên. Khi có một hiện tượng vi phạm gây nên một ảnh hưởng không tốt cho sinh hoạt của tăng chúng thì thế tôn mới kiết giới, thành lập thêm một giới điều để ngăn ngừa hiện tượng xấu ấy xảy ra về sau. Giới bổn cũng thế, trong những năm đầu, chư tỷ kheo sinh hoạt thanh tịnh trong khuôn khổ của chánh pháp nên Thế Tôn không đề cập đến giới bổn, mà chỉ trình bày giới dưới những hình thức đơn giản, và tổng quát nhất là hình thức hộ trì các căn, hoặc dưới hình thức chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng của bát chánh đạo. Mãi đến năm thứ 13 sau ngày thành đạo, bấy giờ có nhiều hiện tượng sinh hoạt đi ra ngoài đời sống phạm hạnh, Thế Tôn mới thành lập giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa. Một hôm, tôn giả Apali bạch Thế Tôn, do những mục đích nào các học pháp được thiết lập cho các đệ tử của Như Lai và giới bổn Paitimokka được tuyên đọc? Thế Tôn dạy, do 10 mục đích mà các học pháp được thiết lập và giới bổn Paitimokka được tuyên đọc.
để tăng chúng được cực thịnh, để tăng chúng được an ổn, để chặn đứng các người cứng đầu, để các thiện tỳ kheo được sống an ổn, để chế ngự các lậu hoặc ngay trong hiện tại, để chặn đứng các lậu hoặc trong tương lai, để đem lại tình tín cho những người không tin, để làm tình tín tăng trưởng cho những người có lòng tin, để diệu pháp được tồn tại, để luật được chấp nhận. Tăng Chi Bộ Kinh 3B, trang 73. Qua 10 mục đích trên, giới bổn chỉ giới hạn ở hai phần, chỉ ác và tác thiện. Trong 3 phần chỉ ác, tác thiện và tự tỉnh kỳ ý mà Phật giáo nhắm đến. Như thế, giới qua Nikaya chỉ gồm vào các giới của tại gia và xuất gia. Đây là nội dung của nhiếp luật nghi giới hay gọi là biệt giải thoát giới. Nội dung các loại giới. Có nhiều hình thức phân loại giới. Cách phân loại thứ nhất, giới mang ý nghĩa rộng rãi của Đại Thừa. Ở đây có 3 loại. Loại 1 gọi là nhiếp luật nghi giới, gồm có các giới của tại gia và xuất gia, ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới và cụ túc giới. Loại 2 gọi là nhiếp thiện pháp giới, lấy việc thực hành tất cả việc thiện làm giới. Loại 3 gọi là nhiêu ích hữu tình giới, lấy việc làm lợi ích cho tất cả chúng sanh làm giới. Cách phân loại thứ 2 cũng mang ý nghĩa rất rộng rãi của Đại Thừa, gồm có biệt giải thoát giới, đấy là nội dung của nhiếp luật nghi giới. Định cộng giới, là giải thoát do định sinh, lấy định làm giới. Do tu thiền định mà thân tâm thanh tịnh, giới thể được cụ túc. Đạo cộng giới, là giải thoát do tuệ sinh, lấy tuệ làm giới. Do tu vô lậu nghiệp mà được trí vô lậu, giới thể được viên mãn. Qua sự phân loại giới trên, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới là thuộc đại thừa giới, biệt giải thoát giới và định cộng giới thì được gọi là hữu lậu giới, đạo cộng giới được gọi là vô lậu giới. Luận câu xá thì gọi biệt giải thoát luật nghi hay biệt giải thoát giới là dục giới triền giới, gọi định sanh luật nghi hay định cộng giới là sắc giới triền giới. Và gọi đạo sanh luật nghi hay đạo cộng giới, là vô lậu giới. Trong giới hạn của phần giới được trình bày ở đây, chúng ta không đi vào các chi tiết của giới, cũng không đi vào các giới luật xuất gia, mà chỉ trình bày những nét cơ bản của giới học. Tính chất và nền tảng của giới. Cứ theo từng giới cấm một, cũng như toàn thể giới bổn, đặc biệt là 10 giới căn bản chung cho cả tại gia và xuất gia liên hệ đến thân, khẩu và ý, chúng ta có thể tìm ra tính chất của giới và nền tảng trên đó giới được thiết lập. Ở đây, đơn cử giới, bất sát, không được sát sanh. Căn bản của giới này là không giết người, thứ đến là không giết hại các loài chúng sinh khác. Về phần người giữ giới, khi giữ giới này thì ngăn trừ được sân tâm, nuôi dưỡng được từ tâm, khiến cho tâm được an tịnh, an lạc ngay trong hiện tại. Từ đây, người giữ giới không tạo các nghiệp ác để phải chịu thọ quả khổ đau trong tương lai. Về phần các người khác và các chúng sanh khác, khi giới bất sát được giữ gìn thì đời sống của họ được thêm phần bảo đảm an toàn, an ổn, khỏi phải gánh chịu các hậu quả do lòng sân hận, ác hại của người khác gây ra trong hiện tại. Đối với giới, bất dâm, bất đạo, người giữ giới ngăn được lòng tham và không tạo thêm ác nghiệp gây ra khổ đau trong hiện tại và tương lai, tha nhân và các loài chúng sanh khác thì tránh được các tổn hại và sống an ổn. Kết quả việc giữ giới như thế tựu chung tính chất của nó là đem lại an vui cho mình và cho người, điều hòa được sinh hoạt của tập thể, tạo nên lòng tin cho kẻ khác. Đem lại lợi ích an lạc và giải thoát cho tự thân người giữ giới, đấy là trí tuệ, đem lại lợi ích an lạc cho tha nhân và các loài khác, đấy là từ bi. Trí tuệ và từ bi là nền tảng trên đó giới được thiết lập. Hướng đi của giới là đem lại lợi ích, an lạc cho mình và người. Nên giới giúp đỡ người tu tập thấy nhẹ nhàng thân và tâm, an lạc trong từng bước đi. Giới đúng nghĩa của nó, không có ý nghĩa nào trói buộc hay tù túng cả. Ngoài một số hành động, nếu làm, hẳn nhiên phá đổ hành thanh tịnh nên tuyệt đối bị cấm chỉ, các sinh hoạt còn lại của người tu tập giải thoát đều được tùy duyên mà châm trước, khai mở. Ngay cả trong các trường hợp bị cấm chỉ, nếu vì nghịch duyên mà bị rơi vào, như là, các tai nạn, liên hệ giới xảy đến, ngoài sự tác ý của hành giả, thì sẽ không phạm, nếu người bị nạn không khởi lên tham tâm hay sân tâm tùy thuận theo sự kiện đang xảy ra, ví dụ bị cưỡng hiếp, nếu không khởi lên lạc tâm thì không phạm. Về các giới trọng thì tính chất khai mở của chúng còn có phần hạn chế, nhưng với các giới nhẹ thì tánh chất của chúng rất là cởi mở, linh động, phóng khoáng.
Luật Tạng ghi rằng một lần các Phật tử và ngoại đạo chê trách các vị tỳ kheo đứng mà tiểu tiện, cho rằng cung cách đó là thô tháo, thiếu lịch nhã. Khi sự việc này được trình lên Thế Tôn, Thế Tôn bèn dạy, vậy thì từ nay các tỳ kheo, ngồi mà tiểu tiện. Nhưng ở một quốc độ khác, khi chư tỳ kheo ngồi tiểu tiện thì lại bị chê rằng các đệ tử của Thế Tôn toàn là nữ giới. Khi sự việc này trình lên Thế Tôn, Thế Tôn lại dạy, nếu vậy, thì đứng mà tiểu vậy. Thế có nghĩa là tùy theo quốc độ, tùy theo văn hóa mà thích ứng. Đấy là một trường hợp điển hình nói lên tính chất linh động và cởi mở của giới. Như vậy giới trong giáo lý Phật giáo, không mang tính cố chấp, cứng nhắc như là giới điều dogma của các tôn giáo khác, mà mang nghĩa tự nguyện, thiết thực đem lại lợi ích cho mình và người, nhằm nuôi dưỡng và phát triển tín tâm của mình và người. Vị trí của giới trong hệ thống giáo lý Phật giáo. Trường Bộ Kinh và Trường A Hàm đề cập đến giới nhiều hơn là các bộ kinh còn lại. Điển hình là Kinh Phạm Võng của Nikaya và Kinh Phạm Động của Trường A Hàm xác định rõ vị trí của giới trong hệ thống giáo lý Phật giáo. Trong hai kinh này, Thế Tôn xác nhận chỉ có các kẻ phàm phu mới ca ngợi, tán thán Như Lai về giới đức. Lời ca ngợi, tán thán Như Lai như thật chân chánh là ca ngợi, tán thán về tuệ đức, Như Lai đã chứng chi, giác ngộ và tuyên thuyết các pháp sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt khỏi tầm luận lý suông, rất tế nhị, chỉ có các bậc trí tuệ mới nhận hiểu. Qua lời xác nhận ấy của Thế Tôn, ta thấy giới chỉ mới là bước đi căn bản giới, định, tuệ của Phật giáo. Thực sự nói rõ hơn, giới chỉ là bước đầu của năm bước đi, giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến biết rằng đã giải thoát. Giới là bước đi đầu, nhưng là bước đi nền tảng. Nếu hành giả rơi vào giới cấm thủ, giữ giới sai lạc của ngoại đạo, hỏng từ bước đi đầu này, thì không thể nào thực hiện được bốn bước đi kế tiếp. Đấy là ý nghĩa của từ ngữ giới trong Nikaya và A Hàm. Qua đến Bắc Tạng Đại Thừa thì từ giới mang ý nghĩa rộng rãi bao la hơn, giới bao gồm cả định và tuệ. Biệt giải thoát giới hay nhiếp luận nghi giới, và định cộng giới là thuộc hữu lậu giới, đạo cộng giới thuộc về tuệ giải thoát hay vô lậu giới. Đại Tạng Bát Nhã thì xếp giới vào một trong sáu chi phần tu tập của Bồ Tát gọi là Lục Ba La Mật. Giới Ba La Mật thì đã đồng nghĩa với đoạn trừ hết chấp thủ tướng, hay đồng nghĩa với đoạn trừ hết lậu hoặc, đây là tuệ giải thoát. Tuy có cái nhìn khác nhau trong sự phân loại và trình bày về giới học của Nam Tạng và Bắc Tạng, nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ vào nội dung thì thấy rõ không có sự mâu thuẫn thực sự nào cả. Nam Tạng thì trình bày giới hạn giới ở mức độ như đã trình bày. Qua giới hạn đó thì Nam Tạng bàn đến phần định và tuệ. Sự phân danh giới hạn này có tính cách hình thức và quy ước hơn là nội dung tâm thức của người hành trì giới. Ở Bắc Tạng, thì định và tuệ có thể cùng được tu chung với giới, ở người hành trì giới, đạt đến giới ba la mật hẳn là đòi hỏi người hành trì giới phải có đầy đủ định và tuệ. Thiếu định và tuệ thì hành giả không thể nào đạt được kết quả hành giới mà ly hết thảy các tướng chấp thủ. Thực sự, cả Nam Tạng lẫn Bắc Tạng đều xác nhận không thể tách rời riêng rẽ giới, định, tuệ. Nhìn vào tám chi phần trong bát chánh đạo thì thấy hiển nhiên điều đó. Giới hay chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không thể gọi là chánh giới, nếu không có mặt của tuệ chánh kiến và chánh tư duy. Thực hiện giới cũng chính là thực hiện tuệ cũng chính là thực hiện viên mãn giới. Hiểu ý nghĩa đúng đắn của giới và phạm giới. Vấn đề phạm giới đưa đến kết quả nặng. Nhẹ khác nhau giữa những người tu tập có tâm lý giải thoát khác nhau, dù họ phạm cùng một lỗi. Hậu quả họ đón nhận cũng khác nhau trong hiện tại và tương lai. Phẩm hạt muối Tăng Chi Bộ Kinh 1 ghi sự cắt nghĩa rõ ràng của Thế Tôn về trường hợp này. Một người dân đen đánh trộm một con dê của một nhà giàu, có thế lực có thể bị đánh đập đổ máu ngay tại chỗ và bị tù tội. Nhưng một đại quan của triều đình bắt trộm một con dê của nhà giàu, có thế lực ấy thì không bị đánh đập, cũng không bị tù tội. Ví như một nắm muối thả vào một hồ nước lớn hay con sông lớn thì độ mặn không đáng kể, nhưng nếu để nắm muối ấy vào một ghè nước thì độ mặn lại đáng kể. Cũng thế, cùng phạm một tội, với người tâm tư bủn xỉn, không tu tập giới, định, tuệ thì kết quả có thể đi vào địa ngục, nhưng với người có tu tập giới, định, tuệ, có từ tâm rộng rãi thì xem qua như kết quả không có triệt tiêu. Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Trung Bộ Kinh 2 trình bày. Một người có chánh kiến và chánh tín trước lúc chết có thể sang thiên giới dù trong đời sống đã tạo nên 10 ác nghiệp,
Trái lại một người có tà kiến và đầy nghi tâm trước khi chết có thể đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dù sanh tiền thường tạo 10 thiện nghiệp. Sự có mặt của chánh kiến của phàm phu đã có ảnh hưởng lớn như thế trong việc thác sinh, huống nữa là sự có mặt của tuệ giác. Thường về mặt giới tướng, sự phạm tội được buộc tội nếu hội đủ 3 điều kiện. Sửa soạn để phạm. Hành động cụ thể về sự vi phạm. Cố ý. Trong 3 điều kiện để buộc tội ấy, 2 điều kiện là thuộc phần tác ý của tâm. Thành thử vấn đề của giới đặt ra một cách rõ ràng là để giúp cho con người giữ gìn tâm thức được trong sạch, thanh tịnh, lương thiện. Phạm giới có nghĩa là xác định tâm thức bị hoen ố. Như thế, vấn đề giữ giới thực ra là vấn đề giữ cho ý thức thanh tịnh, căn bản là theo dõi ý và chế ngự ý. Với ai mà tu giữ ý thức được thanh tịnh, giác tính thì hẳn nhiên người ấy có giới thể được tròn đầy. Giới dù cho có thiết lập nên nhiều giới điều, căn bản vẫn là có gốc ý thức. Giữ niệm được thanh tịnh thì giới thanh tịnh, có thể phát biểu rằng chỉ có một giới căn bản là ý giới, rời xa các ác pháp, bất thiện pháp, rời xa tham ái, sân hận và chấp thủ. Giới có công năng rõ ràng, qua phần trình bày ở trên, là đem lại an lạc và hạnh phúc lâu dài cho mình và cho người trong hiện tại và tương lai. Giữ giới là giữ gìn nguồn an lạc hạnh phúc ấy, phạm giới là gây tổn hại đến nguồn an lạc, hạnh phúc ấy. Giới, như thế không phải dành riêng cho hàng xuất gia hay chỉ dành riêng cho hàng Phật tử tại gia, cũng không phải chỉ dành riêng cho những người lớn tuổi mà là chung cho tất cả mọi người trong mọi lứa tuổi, cho những ai muốn sống đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình và người trong hiện tại và trong cả tương lai. Nếu hạnh phúc là đối tượng mà nhân loại mãi đi tìm, thì hẳn đúng giới là những gì mà nhân loại cần nắm giữ trên đường đi đến hạnh phúc ấy. Đã đến lúc con người cần loại bỏ hết thảy ngộ nhận về giới của giáo lý Phật giáo để tiến lại gần hơn với giới và nắm giữ giới thân ái như nắm giữ hạnh phúc của mình. Tủ sách Áo Lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết giới học, do Thích Chơn Thiện biên soạn. Đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào cuốn sách mới.